Vâng anh em, lâu lắm rồi tôi chưa đánh lăng xê. Hôm nay là tôi trộn không phải đi đánh lăng xê, mục đích chính của tôi là câu lục thôi. Thế nhưng mà cái chỗ này để đề phòng nếu mà móm câu lục, mà bởi vì đúng ra ngày mai đi câu thì sẽ chắc chắn là sẽ đẹp hơn. Ngày mai trời nó sẽ nắng nhưng mà ngày mai nó là mùng 1. Hôm nay thời tiết thực sự thì nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà ngày mai đi câu mè thì mới là chuẩn. Nên tôi trộn theo một ít mồi lăng xê để tối đánh ít chép với cả ít trôi. Nếu mà lục không chạm, tôi sẽ quay ra tôi đánh lăng xê. Tôi sẽ lắp phao và tôi đánh lăng xê. Chắc chắn là không thể để hôm thứ hai móm được. Ok. Đây cô em. Đây. Móm thật, lục móm. Hôm nay không chạm một tí nào luôn, ngày mai mà nắng đánh mè thì thôi rồi. Đây, hôm nay tôi cuối cùng bắt buộc phải buộc lăng xê vào đây đánh. Lắp phao vào để đánh đây. Hai anh em bây giờ là 8 giờ kém tối rồi. Câu khoảng hơn tiếng thôi, được con nào thì được, không được thì về, chắc chắc chắn là phải được rồi, không có chuyện không được. Đánh lăng xê thì chắc chắn là phải phải lên hàng. Đây tôi lắp phao vào. Tôi lắp phao vào và tôi đánh giống như kiểu cô lục ấy. Rồi anh em nắm mồi đây, mồi chiều trộn bây giờ nó là nhau ra rồi đây. Đấy, do là thời gian gấp gáp không cần ngâm lâu quá nên là tôi nắm nó sẽ lỏng, để vứt xuống cái này thì không vụt được, cái này quăng thôi. Xuống nước nó sẽ tan nhanh nhất có thể. Cái này tôi nắm lỏng để xuống nước khoảng dăm 10 phút là nó phải tan ra rồi. Chứ nó vẫn còn thành cục thì khó đóng cá lắm. Hy vọng là sẽ có hàng ăn. Là mấy con thôi mai mùng 1 là mấy con trôi hoặc con chép gì đấy cũng được. Về kho. Mai mùng 1 được con chép om dưa thì ngon. Không có thì kiếm một hai con trôi về kho. Trôi cái hồ này thì nó không to lắm, nó chỉ khoảng 8 lạng, 6 lạng đến 8 lạng thôi, không to lắm. Bởi vì hồ câu có 100 nghìn mà. Chắc chắn sẽ phải lên hàng thôi. Hồi hộp, ngồi chờ. Đấy, ok. Nắm rất nhẹ nhàng. Rồi bây giờ chỉ việc vừa bung ra rồi, bây giờ chỉ việc ngồi thôi, chờ thôi. Phao đây, sáng đây. Thụt phao lôi máy phát là đóng. Thế thôi. Ok, hy vọng là tôi sẽ được cá. Đóng hàng rồi. Lại lăng xê trôi. Trôi nhỏ cái này bách thẳng lên. Khóa máy vào tí nữa mới bách được lên. Bảy tám lạng dậy vãi đái thật. Quấy cầu thẳng một phát lên, cầu một phát lên luôn. Con này có bỏ đây hay bỏ túi được nhỉ? Đây anh em, thuyết minh đi, lăng xê đóng hàng rồi. Úi giời, cá kéo xuống nữa.
em này, đây là đang tầm con trôi tầm 8 lạng, tôi cẩu phát lên bờ này, lưỡi không có bất cứ một cái lưỡi nào có vấn đề gì cả. Mà lưỡi anh em lưu ý đây, lưỡi của tôi câu còn nhỏ hơn lưỡi của anh em rất là nhiều luôn. Đấy. À. Lưỡi tôi câu nhỏ hơn này, mà tôi lôi nhấc thẳng lên bờ nó còn không ngoái một tí nào luôn này. Đây kể cả lưỡi đóng mồm luôn. Đây. Thấy không? Không ngoái một tí nào. Đấy, con trôi thứ ba, con trôi thứ hai mua một con chép rồi. Dây ùm ùm mẹ ra ra đây mày kéo cặc lôi cụ mày con câu nó hổ xe đấy quay ra ra kia vợt đi xúc đi em đấy cho vòng không cái này luôn. Mẹ mày chạy đôi cân à. Đóng kinh khủng khiếp rồi. Mày câu lục không được, xuống đây quánh lăng xê chết ngay. Nóng thẳng mồm. Sẵn quái lưỡi. Đấy, chưa được 10 phút. Chưa được 10 phút đóng ngay con chép này. Không thể móm đến ngày thứ hai được, giết chết nó ngay. Mẹ mày chứng tỏ hiện kia lượng cá nó còn quá thưa em mèo. Cho túi đi à. Cân rưỡi rồi. Chập trâu đâu mày trôi mày lấy giấy khai sinh cho chết luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.